Hello, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo ngày mùng 2 Tết của chàng trai quê ngày hôm nay. Trong video này thì trước khi đến với video thì cho phép được chàng trai quê được chúc cả nhà sang một năm mới thật nhiều thành công, thật nhiều sức khỏe và thật nhiều hạnh phúc. Đặc biệt hơn là một năm mới sẽ được nhận nhiều điều mới, chẳng hạn như trong công việc sẽ thăng tiến và các bạn nào mà chưa kiếm được tình yêu thì sẽ kiếm được tình yêu, và bạn nào có tình yêu rồi thì hạnh phúc thêm nữa. Còn hôm nay thì mình xin mời các bạn đến với video tiếp theo của mình về cây vải năm 2021 ngày hôm nay. Hôm nay là ngày mùng 2 các bạn ạ. Thì hôm nay sau bao nhiêu chương trình, sau bao nhiêu cái biến cố thì hôm nay mình đã quay trở lại. Mình làm cái video này quay cho các bạn xem. Năm ngoái cũng thời điểm như thế này thì ở video hôm qua mình cũng đã nói rồi. Thì hôm nay mình xin phép được nói lại với cả nhà là ở năm 2021 thì các bạn cũng có thể nhìn thấy là một năm mà đầy biến động từ thời tiết cho đến là dịch bệnh trên toàn thế giới và cũng như ở Việt Nam thì cũng không thoát khỏi ảnh hưởng. Năm vừa rồi thì trong thời điểm trái vải trong năm 2020 thì nhiều kịch bản đã đặt ra là liệu có tiêu thụ được không, và dường như là lượng vải ở Lục Ngạn thì khá là không được mùa cho lắm, và nhất là những vải tiêu chuẩn Việt Gáp thì cũng chưa có lượng nhiều. Thì hôm nay mình sẽ đưa các bạn đến với một khu vườn. Thì khu vườn này nói chung là vườn này thì các bạn có thể nhìn thấy là có hai lớp lộc lá và có hai lớp cành. Thì các bạn có thể nhìn thấy, đầu tiên các bạn có thể nhìn thấy là ở cái phía tay mình chỉ đây, lá khá là dày, thì đây chính là mắt ghép của cây vải lai, vải Thanh Hà. Và phần còn lại thì cũng có một phần là còn lại là vải ta, thì các bạn có thể nhìn thấy ở cành kia. Như vậy thì ở phần gốc vải ngày hôm nay mình quay cho các bạn xem trên khung hình này thì nó đã có hai loại vải của Lục Ngạn trên cùng một loại cây, đó chính là vải thiều chính vụ và vải sớm Thanh Hà. Thì trong cái video ngày hôm nay ấy, thì mình sẽ cho các bạn thấy là cũng như cái thời điểm của năm ngoái ấy, thì tiêu chuẩn vải hay là vải chăm sóc nó như thế nào, có khắt khe hay không để nó có thể lẩy hoa như thế này. Thì như năm ngoái nhá, năm ngoái nếu như không được thời tiết thuận lợi thì các bạn có thể nhìn thấy những cái cành mà ruông lá như thế này này, ruông dài như thế này ấy, thì dường như là chỉ có lên lộc thôi, không có lên được hoa đâu. Thì năm nay được thời tiết rất là ủng hộ thì bà con Lục Ngạn cũng đã được vải, đã bắt đầu ra hoa được tầm khoảng một đốt ngón tay như thế này, một ngón tay nhé. Và mình sẽ cho các bạn nhân chứng sang một phần nữa, đó chính là cái gốc vải mà thời tiết cũng không ủng hộ cho lắm và gốc này thì không để lên được, đó chính là bây giờ một phần đây, các bạn có thể nhìn thấy một phần góc bên này thì nó đang bị nảy lộc, lộc đang ban. Thì cái cây này thì cành cành này thì không để ra ra hoa nữa rồi, thì còn cái cành bên cạnh của nó kia thì có thể ra hoa được thôi. Đây các bạn có thể nhìn thấy cành bên cạnh, thì các bạn có thể nhìn thấy điểm ở kia là một phần đang bắt đầu nhú hoa đấy các bạn đấy. Hay là gốc này cũng vậy này, gốc này nó rõ ràng hơn, mình sẽ quay gốc này rõ ràng hơn cho các bạn thấy, đó chính là phần trên kia, các bạn có thể nhìn thấy phần trên ngón tay mình kia thì đã bắt đầu lộc ra gần đây, nó bắt đầu ban thì cành ấy không có ra hoa được. Thì cái cành gần đây các bạn có thể nhìn thấy là đã bắt đầu ra hoa rồi này, lên hoa. Thì năm nay vải của bà con Lục Ngạn mình đã đi quay ở cái vườn này thì các bạn có thể nhìn thấy là cũng cơ bản là cũng được mùa, cơ bản là được mùa nhé các bạn nhé. Trong năm 2021 này hy vọng là mọi điều khởi sắc đối với bà con Lục Ngạn, từ giá cả cho đến sản lượng. Nhưng mà sản lượng mà lên mà giá cả mà không khởi sắc thì cũng khá là khó khăn. Đây các bạn có thể nhìn thấy là mình đang đi quay cái vườn này nó cũng chưa lên được đào lắm đâu. Và hy vọng rằng sau cái video này của mình thì sẽ được nhiều các bạn chia sẻ nhiều hơn, các bà con Lục Ngạn chia sẻ nhiều hơn, và nhất là mình hy vọng rằng ở video này của mình sẽ được nhận nhiều cái lời bình luận đóng góp ý kiến hơn từ các quý vị khán giả. Sau một thời gian mình vắng bóng và như mọi năm thời điểm này ấy, thì các bạn có thể nhìn thấy là mọi năm mình quay, như năm ngoái mình quay, mình đã bắt đầu quay, mình đưa lên những hình ảnh video thì các bạn có thể nhìn thấy là cây vải ra lộc nhiều là ra hoa, thì năm nay cây vải đã ra hoa nhiều hơn ra lộc. Đấy các bạn có thể nhìn thấy này, những cái cành mà sơ sát như thế này mà vẫn có thể ra hoa được thì đây là một phần không phải là do công chăm sóc, công chăm sóc là một phần các bạn ạ, một phần nữa là thời tiết ủng hộ.
Nếu như không có thời tiết ủng hộ hay là các bạn có thể hiểu một vấn đề, mình giải thích một vấn đề nôm na như này các bạn nhé. Nếu như là người ta thường nói là lấy vợ chọn tông, lấy chồng chọn giống, có nghĩa là cái nguồn gốc giống là một phần, công chăm sóc nó là một phần còn lại đó chính là chất dinh dưỡng. Thì cây vải cũng vậy, giống thì là rất tốt rồi, công chăm sóc cũng là rất là ok rồi, nói chung là đỉnh chóp rồi công chăm sóc. Nhưng mà một phần nữa đó chính là còn khí hậu nữa các bạn ạ. Khí hậu mà không ủng hộ thì cũng chả làm cái gì được. Và hôm nay thì đây những cành, những gốc vải mà cành sơ xác nhất mình cho các bạn lên đây xem hình ở đây như thế này. Các bạn có thể hiểu được là thời tiết năm nay nó khá là ủng hộ bà con lục ngạn, ủng hộ cây vải thiều như thế nào. Thì các bạn có thể nhìn thấy nhé. Đây, cái cành nó trơ như thế này, nó trơ như thế này. À, tay mình đang thấy vào một cái cành bên cạnh trơ như thế này. Thì nó cũng đã bắt đầu nó nảy hoa lên như thế này. Thì các bạn có thể nhìn thấy là thời tiết khá là ủng hộ. Cả cả những gốc vải như thế này, nó đang rất là yếu. Những gốc vải như thế này là đang rất là yếu, nhưng nó vẫn có thể lên hoa được. Thì một phần thời tiết rất là quan trọng. Nếu như gốc này mọi năm thì như năm ngoái, năm 2020 vừa rồi, thì chỉ có thể là phun lọc toàn lên thôi, chứ không thể là nở hoa được như thế này. Thì gốc này nó đang rất là yếu như thế này, nếu mà ra quả ấy, thì cũng khá là kiệt cho cây. Nhưng mà không sao cả, nó ra một vài cành thôi thì mình nghĩ là nó cũng không sao ảnh hưởng đến cây. Tóm lại là vụ mùa năm nay thì cây này sẽ sản lượng sẽ được ít hơn những cái cây khác. Đây các bạn có thể nhìn thấy là nó xác xơ như thế này. Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn không đi thăm nhiều trên vườn, tại vì các bạn có thể nhìn thấy là gốc nào cũng như thế này. Đây mình sẽ dơ cho các bạn thấy. Đấy. Đây, chẳng hạn như cái gốc bên này, gốc thẳng giữa cái cánh tay này của mình đây, thì các bạn có thể nhìn thấy là ra toàn bộ độc ban rồi, chắc chắn là nó khó có thể lên hoa được, nhưng mà nó vẫn có một vài điểm hoa. Đây hay những cành như thế này, trơ cuộng lên như thế này. Đây các bạn có thể nhìn thấy. Nó mất đi một lớp lọc thì khá là khó cho cây vải sinh trưởng và phát triển để có thể ủ hoa. Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn sang một cái cây vải lai. Cây vải này thì là cây vải Thanh Hà. Đây. Vải Thanh Hà năm nay thì vải sớm thì bây giờ ra hoa khá là sai như thế này. Đây các bạn có thể nhìn thấy. Là cây vải năm nay thì được thời tiết ủng hộ khá là nhiều, từ cây vải sớm cho đến cây vải muộn chính vụ. Đây hôm nay mình đi mở một cái vườn, ở vườn của làng Chay các bạn nhé. Đấy, ở làng này thì là một làng khá là nổi tiếng về vải, chất lượng vải, sản phẩm của vải bán ra thì giá kỳ là đắt, nhất là trong khu vực xã Phi Điền. Đây các bạn, hôm nay thì là mùng 2 Tết thôi, và mình đã bỏ một chút thời gian ra, đã không đi chơi chúc Tết gia đình, người thân, bạn bè. Thì hy vọng rằng ở cái video này mình sẽ được các bạn chia sẻ nhiều hơn video. Và qua hôm nay thì hy vọng rằng các bạn sẽ đóng góp ý kiến nhiều hơn về cái phần ngôn ngữ nói của mình đã được như thế nào rồi, hay là mình có nói còn vấp nhiều không. Thì video ngày hôm nay thì mình nói lên đây để mình mong sao mình chia sẻ những hình ảnh vải của bà con lục ngạn năm 2021, và những cái gì ngoài vải ra thì hy vọng mình sẽ chia sẻ thêm, chẳng hạn như táo này, ẩm thực này. Ẩm thực thì có những món ăn này, hay là các lễ hội truyền thống, lễ hội chùa chiền ở lục ngạn, thì hy vọng rằng mình sẽ chia sẻ lên để cho những các bạn xa quê ấy, hay là những bạn đã từng đến lục ngạn, đã ghé chân rừng chân ở lại lục ngạn và đến Lục Ngạn chơi, và có bạn bè đi làm công ty cùng ở Lục Ngạn và lên Lục Ngạn chơi thăm những vườn trái cây Lục Ngạn, thì sẽ hiểu hơn về cuộc sống của bà con Lục Ngạn ở quê mình như thế nào. Hay là những bạn bây giờ đang du học ở nước ngoài, những bạn đang du học ở Nhật Bản, Hàn Quốc, hay là những bạn đang xuất khẩu bên Nga hay là sang bên châu Âu chẳng hạn, thì các bạn có thể nhớ về quê hương, nhìn lại một phần cảnh quê hương mà bây giờ đang diễn ra ở quê hương như thế nào, vùng quê Lục Ngạn trái cây nhiều bao la ra làm sao. Và đặc biệt hơn nữa là hy vọng rằng các bạn sẽ chia sẻ cái video này để quảng bá thêm một những hình ảnh của trái cây của bà con Lục Ngạn đến với nhiều bạn bè du khách thế giới và cũng như trong vòng ngoài nước nhiều hơn, để cho thương hiệu của Lục Ngạn ngày càng phát triển. Thương hiệu phát triển lên thì đồng nghĩa với việc gì ạ? Đó chính là kinh tế của bà con quê mình phát triển hơn, trái cây bán có giá trị hơn, làm công sức bỏ ra cũng xứng đáng hơn với những công sức của bà con đã bỏ ra để trồng cây, cây trưởng thành, sinh trưởng và để ra hoa kết trái, để chăm sóc được một trái vải hay là những trái táo, trái cam, trái bưởi khác, thì cần một cái công sức, cần một gọi là một cái tấm lòng yêu nghề, yêu cây trồng,
thì mới có thể chăm sóc được ra những cái trái ngon để cung cấp cho thị trường, cung cấp cho người dân của Việt Nam nói chung và cả thế giới nói chung để biết đến thương hiệu vải Việt Nam nhiều hơn, nhất là vải thiều Lục Ngạn hay vải Sớm, thì mình cũng hy vọng rằng đều có giá cả thị trường sẽ tốt lên trong năm 2021 này. Hy vọng rằng video này của mình sẽ được nhiều lượt chia sẻ nhiều hơn, đến với nhiều các bạn biết đến cảnh trái quê nhiều hơn. Còn bây giờ thì sau chương trình video này, mình xin được kết thúc video của buổi quay ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả các bạn theo dõi. Chúc các bạn sang một năm mới. Chúc các bạn có một buổi tối ngày hôm nay xem thật là nhiều vui vẻ, và chúc các bạn thật nhiều hạnh phúc, thật nhiều sức khỏe với gia đình và người thân. Chúc các bạn một năm mới thuận buồm xuôi gió, kiếm tiền ít mà cũng được tiêu tiền và mua những sản phẩm mình thích và phục vụ cho cuộc sống của gia đình cũng như cá nhân của các bạn. Còn bây giờ chúc các bạn một ngày thành công, một năm mới hạnh phúc, an lành. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào video tiếp theo của mình nha. Bye bye và hẹn gặp lại. Tạm biệt.